một lần về thăm quân khu ba, xin hãy ghé thăm những người lính thợ chẳng quản ngày đêm giữ gìn vũ khí trạm xưởng nhà kho chín tỉnh đồng bằng. Nhớ mãi ngàn đời về những chiến công vang, lính thợ chúng tôi kiên cường dũng cảm vì một ngày mai đâu ngày gian khó vẹn dầu đến bên nhau sẽ được luyện tập.